Mến chào tất cả mọi người đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Thì chiều nay mình trời nắng, mình đi nhổ cỏ bà con, nhổ những cái bụi cỏ sót hôm trước mình làm clip giới thiệu với bà con. Thì sẵn mình quay cái clip về cái lúa OM18 mình 60 ngày xịt thuốc hồi clip trước thôi mọi người, sáng ha. Thì giờ này trời nắng rất là đẹp, nhìn lúa rất là mê, bóng luôn ha. Giờ nó đã chỗ lạc xẹt rồi bà con, cái này chắc cỡ từng nữa là coi như là nó chỗ nhiều đó, chỗ đều đó bà con nhìn này. Trời nắng chiều lá rất là mướt ha, dù đây là mình xịt thuốc từ ngày đón đồng cho tới bây giờ không có xịt nữa, mà bỏ luôn tính năm mấy ngày xịt lại ăn cử nữa, nhưng mà trời mưa quá bà con, mưa quá mình không xịt luôn mà lúa nó vẫn bóng, mà không có bệnh đau gì ha. Lá đài bà con xem này, rất là mướt ha, cái này mướt quá, chỗ là sẹt này bà con, chỗ bói về bà bông à, lá rất là to ha, to như ngón tay bà con xem ha. Ồ, hai ngón tay nữa. Cô em 18 vậy là đạt lắm rồi ha. Quá đạt. Nước mặc dù giật xuống nhiều rồi nhưng mà vẫn còn sâu mà con. Sáng xịt thuốc rồi ha. Con nhìn mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ lúc cái đợt hai mà nó hơi yếu phân rồi mà con, rồi mình gãi đậm vô bây giờ nó rất là bóng, rất là bóng luôn. Nhìn phê, nhất là nhìn trời nắng thì nhìn rất là phê, mà con nhìn trong màn hình thấy gì ra ngoài rất là đẹp, đẹp lắm mà con, nhìn như pha mỡ này, chỗ là năng suất cao đó. Này còn cái là mình lo là không biết cái mùa này nếu đừng có sập là ngon lắm ha, đừng có sập là trúng. Nhưng cái giống quay 18 năm rồi làm nó cũng sập rồi con, ngày thu làm năm rồi thì nó ngay trời ít có bão, thì cắt xong rồi trời mới bão, thì năm rồi thì không có sập đâu. Nhưng cái lưới bà con đó, nói OM18 này thì trong hai cử xịt thuốc cuối, tức là xịt cái cử điều, chỗ điều với cái cử mà mình xịt cái cử công trái me xịt cử cuối, thì bà con nên cộng tin vào ha, mình cộng tin xịt tin cho nó nặng nặng vô, bởi vì cái bản chất chất của nó là rất là dai, nếu bà con không 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 xịt tin, không xử lý tin á thì nó dai nữa, là cắt nó ra nó dính kẽn nhiều lắm bà con, thì bà con nhớ cái đó ha. Mình xịt tin nặng nặng đô vô cho nó hạn chế. Năm rồi mình cũng xịt tới mà có miếng xịt cử đầu rồi cử cuối mình không có xịt, cử cuối mình xịt nativo thì nó dính kẽn rất là nhiều, nó dính rồi nó ra theo gôm nữa, mình khi mình cắt thì rất là sót luôn, ra một công tầm lớn là chừng một bao, hơn một bao nữa, uổng lắm bà con. Bà con nên dùng tim súp be, tim súp be chính hãng của Syngenta mình xịt vô cho nó muối hạt một chút thì nó hạn chế cái dính chẽn rồi bà con, hạn chế dính chẽn. Trong cái cử xịt thuốc thì cũng nhắc bà con ở clip sau, thì khi mình xịt cái cử á, thì mình cũng lại nhắc sau nữa. Đối với những bà con mà hiện tại bây giờ lúa đã chỗ điều hoặc là trong cái me, bà con nhớ xịt nè, ở cái giống OM18 này rất là dai. Còn những bà con nào, anh em nào á,
xã thu trễ thì cũng tới đó thì cũng nên nhớ. Ở clip sau thì đến khi cử xịt hai lần sau thì mình cũng làm clip để mà chia sẻ cái vấn đề đó cho bà con. Mình lỡ rồi mình không làm cái là uổng lắm bà con. Mình chào bà con ha.